Tớ ngửi thấy mùi bánh sắp nướng, thơm lắm. Cậu tài thật đấy, còn có thể ngửi thấy mùi bánh tương lai cơ. Na thật là, cậu quên là sở thích của Mít Mật là ăn bánh vẽ, ăn bánh tưởng bở à? Cứ đợi đấy, tí mà có bánh thì đừng có mà đòi ăn. Nếu có thì cũng là của nhà Xoài. Xoài cho chúng tớ ăn thì chúng tớ ăn thôi, có gì đâu, Xoài nhỉ? Có thì ăn, hóa ra các cậu muốn về nhà tớ chơi là chỉ mong ăn à? Đâu có, chẳng qua là lâu quá không gặp bà Xoài, tớ nhớ bà ấy mà. Ui giời, nghe đã thấy cái mồm điêu rồi. Mít Mật nói đúng đấy, tớ còn muốn nghe bà kể chuyện nữa. Thế thì tớ đi trước đây. Này, đợi tớ với. Chờ tớ. Bà ơi bà. Bà đây, có chuyện gì thế? Bà đang làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế ạ? À? Bà đang nấu ăn, đúng không bà? Bà đang làm bánh dày các cháu ạ. Bà làm bánh dày à bà? Bà cho chúng cháu làm với được không ạ? Được, được, các cháu vào đây. Nhìn màu hấp dẫn quá, cái này là bà thêm gấc vào xôi, đúng không ạ? Hồng Xiêm, cháu không được bốc như thế. Dạ vâng ạ. Bà ơi bà, mình bà dã xôi làm bánh ấy ạ? À không, nãy anh Nô dã đấy, chứ bà lưng còng, sao dã được? Nào, bây giờ bà vắt cho các cháu một vắt, rồi các cháu tự làm bánh nhá. Vâng ạ. Thích quá, thích quá. Từ bé tới giờ cháu mới được tự làm bánh đấy ạ. Đây cũng là lần đầu tiên cháu được làm bánh. Cháu sẽ làm ra những chiếc bánh thật đẹp, thật ngon. Còn tớ sẽ làm ra những chiếc bánh siêu to, siêu khổng lồ. Để xem nào, tớ sẽ làm ra những chiếc bánh vừa đủ, đủ ngon, đủ đẹp, đủ to. Được rồi, được rồi. Các cháu hãy tự làm cái bánh của riêng mình. Vâng ạ. Bà ơi, nhìn này, cháu làm đẹp chưa? Đẹp thì có đẹp, nhưng cháu tạo hình như vậy, làm sao mà bỏ nhân vào bánh được? Vậy thì cháu lấy bánh, chấm nhân, rồi ăn luôn ạ. Nhìn cậu ấy ăn kìa, trông có ngon không chứ lị? Thì ăn là sở trường của nó mà. Bà ơi, cháu làm tròn như thế này được chưa ạ? Tốt, tốt lắm. Cháu làm như thế này là gần đẹp bằng bánh ở chợ rồi đấy. Thế à ba? Vậy cái sau cháu sẽ làm đẹp hơn. Cái này cháu ăn đã. Các cậu ăn thì tớ cũng ăn. Phải công nhận là bánh vừa làm vừa ăn ngon thật đấy. Đúng vậy, kiểu nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Mà bà ơi, sao hôm nay bà lại làm bánh cho mệt ạ? Bà muốn ăn bánh, bà chỉ cần bảo anh Nô chạy u ra chợ mua vài đồng là ăn cả làng mà. Nãy giờ cháu thấy bà làm bánh mà đau cả lưng. À, bà làm bánh để ngày mai đi dỗ tổ Hùng Vương. Bà muốn tự tay mình làm để tỏ lòng thành của mình các cháu ạ. Ra vậy, vì bà làm bánh cúng dỗ nên bà không cho cháu bốc tay. Xong bà lại chia bột ra cho chúng cháu làm riêng, đúng không bà? Chứ còn gì nữa, vì bà biết bọn mình mà làm, thảo nào cũng vừa làm vừa ăn. Mà đã ăn thì làm sao mà dâng cúng được. Các cháu nói đúng đấy. Hơn nữa, bà biết các cháu chưa biết làm bánh, bánh chưa đẹp nên chưa làm bánh dỗ tổ được. Sang năm thì bà cho các cháu làm bánh cúng dỗ, được không? Vâng ạ, như vậy sẽ vui lắm. Bà ơi, thầy đã cho chúng cháu đọc sách về vua Hùng rồi. Là có 18 đời vua, mà đời vua Hùng Vương lại kéo dài hơn 2.000 năm. Vậy 18 vị vua Hùng kia sống thọ nhỉ? Mỗi vua trên 100 năm cơ mà. Cháu nhầm rồi. Thật ra 18 đời và 18 vị vua là khác nhau. Các thư tịch, minh văn chép về Hùng Vương nói là thập bát thế, nghĩa là 18 triều đại, chứ có phải là 18 vị vua đâu. Mỗi một triều đại Hùng Vương có cả hàng chục vị vua.
nhưng đều mang cùng một danh hiệu của triều đại đó, như là Hùng Quốc Vương, Hùng Hiền Vương. 18 triều đại kể ra hàng trăm vị vua hùng kéo dài 2.000 năm có lẽ còn hơi ít. Ra là vậy. Bà ơi, thế có tận 18 triều đại vua hùng, thế thì Dỗ Tổ Hùng Vương là cúng vị vua nào ạ? Tớ nghĩ là cúng tất cả. Hồng Diêm nói đúng, Dỗ Tổ Hùng Vương là để nhân dân tưởng nhớ công ơn của các vị vua hùng, nên ngày này là ngày dỗ của các vị vua hùng nói chung, chứ không phải là ngày dỗ của đích danh ai cả. Để bà kể cho các cháu nghe về sự tích Dỗ Tổ Hùng Vương nhé. Vâng ạ. Theo truyền thuyết, Lạc Long Quân và Âu Cơ được coi là thủy tổ của người Việt. Tổ phụ Lạc Long Quân lấy tổ mẫu Âu Cơ, sinh ra 100 người con. Do giống rồng và giống tiên không hợp nhau, nên Lạc Long Quân dắt 50 người con xuống biển và Âu Cơ dắt 50 người con lên non. Con cả được truyền ngôi, lấy hiệu là Hùng Vương. Hùng Vương là thủ lĩnh của các bộ tộc người Lạc Việt, đứng lên thống nhất các bộ lạc, lập ra nhà nước Văn Lang, và vương triều cuối cùng của thời kỳ Hùng Vương là lúc nhường ngôi cho Thục Phán, tức là An Dương Vương, để lập nên nhà nước Âu Lạc. Thời kỳ Hùng Vương có 18 đời vua. Vua Hùng chia đất nước thành 15 bộ lạc, tổ chức các lạc hầu, lạc tướng. Theo sử liệu từ thời xưa và những thành tựu khảo cổ học cũng đã chứng minh thời kỳ Hùng Vương là một thời kỳ có thật trong lịch sử. Thời kỳ Hùng Vương tiếp nối giữa thị tộc, bộ lạc và thời kỳ phân hóa giai cấp và sau cùng thành lập nên nhà nước đầu tiên của nước ta. Để ghi nhớ công ơn của các vua hùng có công khai thiên, lập địa, vua Lê Thánh Tông năm 1470 và đời vua Lê Kính Tông năm 1601 sao chép, đóng dấu kiềm để tại đền Hùng, chọn ngày 11 và 12 tháng 3 âm lịch làm ngày Dỗ Tổ Hùng Vương. Đến thời nhà Nguyễn, năm Khải Định thứ 2 chính thức chọn ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch làm ngày Dỗ Tổ Hùng Vương để tưởng nhớ các vua hùng và nhắc nhở muôn dân cùng tưởng nhớ thờ cúng tổ tiên. Theo một số sử sách ghi lại, vào thời Thục Phán An Dương Vương, trên cột đá thề được dựng trên núi Nghĩa Lĩnh có ghi: Nguyệt có đất trời lồng lộng chứng giám, nước Nam được trường tồn, lưu ở miếu tổ Hùng Vương. Xin đời đời trông nom lăng miếu họ Hùng và gìn giữ giang sơn mà Hùng Vương trao lại. Nếu thất hẹn, sai thề sẽ bị gió răng búa dập. Từ đó, cứ ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, lễ hội Dỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức để tưởng nhớ công ơn dựng nước của các vị vua hùng. Bánh dày này tượng trưng cho trời và bánh chưng này tượng trưng cho đất, chính là những lễ vật ngon nhất, ý nghĩa nhất để con cháu bày tỏ lòng biết ơn đối với các vua hùng đó các cháu ạ. Cháu hiểu rồi, vì để tưởng nhớ công ơn dựng nước nên Dỗ Tổ Hùng Vương là quốc dỗ, đúng không bà? Đúng rồi cháu. Thế ngày mai các cháu có cùng bà đi Dỗ Tổ Hùng Vương không? Tất nhiên là có rồi ạ. Đó là ngày lễ vừa đông vui vừa ý nghĩa to lớn như vậy, ai lại không đi, đúng không bà? Có khâu lại đôi dép của người ta mà đòi những năm hào, định giết người hay là làm sao? Ba đời nhà ta khâu dép có một hào, đến đời ta lại đòi lấy đắt hơn là thế nào? Về ta tự khâu lấy. Na, con mang gạo đi đâu đấy? Con giã gạo làm bánh trôi, chuẩn bị cho Tết Hàn Thực ạ. Con ơi là con, sao con hoang thế hả? Thời gạo trâu củ quế, con lấy cả một giá gạo nếp ra thế này làm bánh. Ôi giời ơi, tôi mà không về kịp thì... Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Tết Hàn Thực xưa nay nhà cha con mình chỉ có bát cơm nhỏ và quả trứng tưởng nhớ thôi. Làm bánh làm gì cho lãng phí ra, còn đúng là tiêu hoang mà. Ta sẽ không bao giờ ăn bánh trôi, nó toàn đường, toàn đồ ngọt nhá.
Hồng Xiêm à, vào nhà mình chơi. Cậu lại vừa bị thầy mắng đúng không? Chả tớ mắng mà cậu còn cười được à? Cậu có muốn đi ăn bánh trôi không? Ở đâu thế? Tớ vừa ghé qua nhà Mít Mật, thấy bác ấy đang bán bánh trôi nên rủ cậu qua ăn cùng. Thích quá, thế đi ăn đi, đúng lúc tớ đang thèm bánh trôi chứ. Cha ơi, con xin phép đi chơi với Hồng Xiêm ạ. Cứ hở ra là đi chơi, con với cái. Này, anh ăn xong rồi thì đứng lên. Nhanh nhanh tôi còn lấy chỗ bán hàng. Ờ hay cái bà này, từ từ tôi còn uống chén nước đã chứ. Ăn có mỗi bát bánh mà nửa tiếng không xong. Anh định ăn vạ quán tôi à? Thôi đứng lên đi. Bán hàng mà đuổi khách thế này à? Bà đừng có cậy đồ ăn ngon mà không coi khách ra gì nhá. Rồi có ngày á, không ai thèm tới quán bà đâu. Này, vắng mợ thì chợ vẫn đông nhá. Ăn được thì ăn, không ăn thì biến. Quán bà đông, bà cốc cần nhá. Quán mụ bẹo này là món gì cũng ngon. Mỗi tội hay chửi khách, ta ghét. Có bánh trôi cho cháu chưa ạ? Cô bẹo ơi, cháu thèm quá. Chờ lát, làm gì mà cứ ầm ĩ lên thế? Không thấy quán đang đông khách đấy à? Nhanh lên, mới ăn được có mấy đĩa. Lề ma lề mề ấy. Cô bẹo ơi, cho cháu hai đĩa bánh trôi ạ. Hết rồi, lúc khác quay lại ăn. Nhà mình còn mà mẹ, để cho các bạn con đi. Con là của khách, cha con phú ông ăn còn chưa đủ, nói gì bán cho mấy đứa này. Dạ, không sao đâu ạ, lần khác bọn cháu lại tới ăn. Lần sau đến thì phải đến sớm. Đúng rồi, lần sau các bạn phải đến sớm nhá. Vâng ạ. Mình về thôi Hồng Xiêm. Còn món khác mà. Mít Mật, con đứng đấy à? Vào bê bánh ra cho khách. Ngày gì không biết nữa, tôi muốn được ăn bánh trôi mà không được ăn. Mà lại sắp lễ Tết Hạn Thực. Ừ thì hôm nay không ăn thì mai ăn cũng được mà. Cô bẹo thật quá đáng. Rõ ràng là còn bánh trôi mà sao lại không bán cho tụi mình chứ. Cứ cậy có đồ ăn ngon nên chẳng coi khách ra gì. Rồi có ngày á, có quán ngon hơn quán cô bẹo, lúc đấy cô ấy mới sáng mắt ra được. Thôi mai tớ lại sang rủ cậu, sáng sớm là có bánh thôi. Nhưng mà xoài được ăn rồi này, Mít Mật ham ăn, nhà lại sẵn bánh thì kiểu gì cũng được ăn rồi. Mà tớ với cậu thì... Thôi được rồi, cậu có muốn ăn thỏa thuê bánh trôi có màu sắc không? Hả? Tất nhiên là có rồi, nhưng mà ở đâu? Tớ còn tiền, giờ mình ra chợ mua nguyên liệu về tớ với cậu cùng làm bánh trôi ngũ sắc. Bánh trôi ngũ sắc nghe thấy bao giờ? Cứ đi theo tớ thì biết. Dùng bột nếp, ngô nếp mà ra được món bánh trôi ngũ sắc này. Nhờ cả sự khéo tay của Na nữa chứ. Đây là thành quả của bọn mình đấy. Sự sáng tạo, thông minh của cậu chứ. Gạo bánh ở đâu đây? Mà sao nhìn đầy màu sắc thế này? Là con mua rồi cùng với Na tự làm bánh đấy thầy ạ. Chả cứ vào kiểm tra mà xem. Còn không lấy gạo nhà mình đâu. Lúc nãy, con với Hồng Xiêm sang quán cô bẹo ăn bánh trôi, nhưng cô ấy không bán, nên bọn con đi mua gạo về tự làm đấy cha. Ta tin các con, cho ta thử một miếng nhá. Vâng, mời thầy ạ. Mời cha. Bánh ngon thế. Mà này, sao bà bẹo lại không bán bánh cho các con? Con cũng chẳng biết nữa. Quán đông nên cô ấy muốn đuổi khách ấy mà. Bán hàng gì mà khó chịu. Cứ bán hàng kiểu đấy á, rồi có ngày có quán khác cạnh tranh, sẽ chẳng còn ai thèm tới quán cô ấy đâu. Cha, cha ăn hết bánh của con rồi. Ngon quá. Lần đầu tiên trong đời ta ăn bánh nó lại ngon như thế này. Không Xiêm này thế mà khá. Làm bánh trôi ngon dọc mà lại còn có màu sắc nữa chứ. Vừa lạ, vừa hấp dẫn. À phải rồi, các con làm bánh khéo lắm. Nhưng sau khi thử hết các màu
thì thấy có vẻ làm chưa được đều tay. Có cái thì ngọt quá, có cái thì hơi nhạt. Nhưng thôi được rồi, hôm nay cha quyết định sẽ lấy gạo nếp nhà mình ra để cho con làm bánh. Ôi, hoan hô cha, cha thật tuyệt vời. Nhưng mà phải đúng màu sắc thế này và bánh phải đều tay hơn thế này đấy nhá. Thầy chơi khôn thế, nhưng thôi được rồi, thầy cứ yên tâm ạ, sẽ có bánh như thế này. Thế nhá. Cô ơi, hôm nay cô có bán bánh trôi không ạ? Có bán. Sao, có ăn không? Cô ơi, sao hôm nay quán vắng thế ạ? Hôm qua cô còn không đủ bánh mà bán cơ mà. Ờ thì... có ăn không? Hỏi nhiều. Bánh trôi ngũ sắc bên nhà thầy đồ ngon lắm mà. Ừ, nhanh lên, sang nhanh kẹo hết. Đấy, nghe thấy gì chưa? Sang nhà lão thầy đồ mà ăn. Nhà lão ấy bán bánh trôi ngũ sắc gì gì ấy. Bực cả mình, đúng là... Thầy đồ bán bánh trôi ạ? Cô sang nhà thầy đồ với cháu đi, xem bên đấy bán bánh như thế nào. Được, đi thì đi. Mời mọi người thưởng thức món bánh trôi ngũ sắc. Ăn đi, ăn đi. Ôi, ngon tuyệt. Ăn đứt bánh trôi nhà bà Bẹo rồi. Lần đầu tiên tôi được ăn bánh trôi ngon mà lại hấp dẫn thế này đấy. Thầy đồ sáng tạo quá. Bánh trôi ngon thật đấy, lại có nhiều màu sắc, trông đẹp mắt ghê. Thầy đồ nhanh nhạy thật. Đáng ra thầy nên đi buôn bán mới phải. Nhanh với nhạy cái gì, cái đồ ăn theo. Không phải đâu cô, bánh trôi nhà thầy đồ là bánh trôi ngũ sắc, đặc biệt hơn bánh trôi nhà cô đấy. Nhưng mà bánh ngon thì cũng chỉ một phần thôi. Quan trọng là bán hàng phải biết tôn trọng khách hàng để mới giữ chân được khách lâu dài. Chứ cứ cậy quán đông mà đuổi khách, mắng chửi khách thì rồi sẽ có kết cục như cô thôi ạ. Thằng danh cứ liệu hồn. Hăm ba, hăm tư, hăm lăm, hăm sáu. Mẹ! Ôi giời ơi! Sao giờ này mẹ còn chưa ngủ? Đêm hôm khuya khoắt, lại đi ra đây ngồi đếm tiền thế này ạ? Trời ơi con ơi là con! Là mẹ giật hết cả mình! Đi ra đây sáng trăng thì mới đếm được chứ. Nhà mình hết sạch dầu rồi còn gì. Làm sao mà đốt được đèn dầu? Ờ đúng rồi nhị, con quên mất. Một giọt cũng chẳng còn. Mà mấy hôm nay mẹ bận gì? Sao toàn quên không đổi dầu thế? Bận rộn gì đâu, hết tiền rồi chứ còn sao. Năm nay hạn hán, cái gì mua cũng đắt đỏ. Mẹ đang lo sốt vó vì nhà mình bán rượu đang lỗ chổng vó đây này. Thế phải làm sao hả mẹ? Thì còn làm sao nữa, vay mượn cho qua ngày thôi. Lỡ nợ ngập đầu không trả được thì mẹ gán con cho người ta. Mẹ nói thật hay đùa thế ạ? Nom cũng rắn giỏi rồi còn gì, khéo phải gán được vài trăm bạc cũng nên. mẹ ơi. Thôi, đi vào mà ngủ đi. Con trai con đứa, mẹ mới trêu thế mà đã khóc lóc. Để mẹ nghĩ cách kiếm thêm. Con còn nhỏ, chưa phải lo những chuyện này, biết chưa hả? Vâng ạ. Không biết mình có thể làm gì để giúp mẹ không nhỉ? Mẹ ơi, mẹ! Mới đó mà mẹ đã ngáy khò khò rồi. Thôi thì mình cũng ngủ vậy. Nay mẹ chuẩn bị xong sớm thế ạ? Ừ, lấy cái áo khoác vào rồi cùng mẹ ra quán. Hôm nay chắc là một ngày bội thu. Bán một vốn bốn lời đây. Một vốn bốn lời là sao ạ? Hôm qua mẹ mới than thở. Sao chăng chăng cái gì? Nhanh lên, mặt trời sắp mọc cao bằng cây sào rồi đấy. Hôm nay sao mẹ mình lạ thế nhỉ? Kể từ giờ,
nhà em giảm giá rượu. Cứ uống một vò là tặng một bát. Các bác cứ thỏa thích uống tại quán đi ạ. Uống nhiều vào nhá. Vậy cơ à, nhà bà Bẹo tự nhiên lại sởi lởi thế. Dạ sởi lởi thì trời mới thương. Ừ, cứ thế này á, chỉ vài bữa là ông trời lại cho khách khứa đến đông nườm nượp. Nhà chị tha hồ mà bán đấy chứ. Nhưng mà rượu mới hả chị? Nghe vị không giống bình thường lắm. Ừ nhở, hình như cũng không thơm như mọi ngày. À, vẫn thế cả mà. Chắc là mới sáng ngày ra, các bác chưa ăn gì đã tới quán em uống rượu. Cái lưỡi chưa cảm nhận được hết vị ấy. Ôi dào ơi, nhạt mặn gì thì chị giảm giá thế này cũng là ngon cả. Chúng tôi có mà uống được cả thùng chứ chẳng chơi. Nào nào, uống đi, của rẻ là của ngon. Mới có nửa buổi mà đã bán được chục vò. Khách đến chật cả quán rồi. Làm thế này thì mới lại càng lãi. Mấy lão ấy say rồi, chắc không biết đâu. Bát mới của bác đây ạ. À, ôi giời ạ, cái quỷ gì đây hả? Rượu gì mà nhạt như nước ốc thế này? Nhạt, nhạt quá. Rượu gì mà như nước lãi? Bảo sao chị giảm giá? Giá là của rẻ là của ôi à? Phí cả tiền ra, thôi đi về. Ấy, các bác say rồi. Quán nhà em làm ăn đàng hoàng mà. Ơ kìa các bác, sao lại đi hết thế? Mấy bữa nay chẳng có ma nào đến quán. Vắng tanh như chùa Bà Đanh thế này. Tôi biết làm thế nào đây à rồi. Xem nào, gạo này, men này. Chừng này men thì đủ chưa nhỉ? Ơ kìa, sao đêm hôm khuya khoát thế này lại có ánh lửa bập bùng trong bếp nhỉ? Hay là trộm? Ơi à, ấy, đừng kêu lên, mít mật. Là mẹ đây. Ô kìa mẹ, sao giờ này mẹ lại ở đây? Thế sao con lại ở đây hả? Con dậy đi vệ sinh. Còn mẹ, mẹ làm gì? Sao con nghe trong này có mùi men rượu nồng thế nhỉ? Ờ thì mẹ, mẹ định nấu rượu. Mà con là chúa hay là mẹ giật mình? Đổ hết cả rồi còn đâu? Hay là bốc lại, bốc lại nhỉ? Chắc là chưa bẩn lắm đâu. Mẹ, mẹ nấu rượu lậu á? Ôi giời ơi, bé bé cái mồm thôi. Ấy, mẹ có sao không? Mặt mẹ dính đầy men rượu rồi đây này. Ôi giời ơi, con ơi là con, chẳng biết gì cả. Rượu lậu thì đã làm sao? Ờ thì bị cấm chứ sao nữa ạ? À? Cấm, nhưng mà có thế thì mình mới làm ra nhiều tiền, mới trả được nợ, mới nuôi được con, hiểu chưa? Nhưng mà con sợ lắm, lỡ như bị quan phát hiện thì... Gớm, lỡ, lỡ là lỡ thế nào? Đúng là rượu mẹ tự nấu, có hơi kém chất lượng một chút, nhưng uống vào không sao cả, càng an toàn con ạ. Nhưng mà... Thôi thôi, chẳng tội vạ gì đâu, chỉ được cái lo bỏ trắng răng, không ai phát hiện ra đâu mà sợ. Thôi đi vào ngủ tiếp đi, mẹ nấu ù tí là xong ngay ấy mà. Mai là có mẻ rượu mang ra bán, có tiền mẹ mua kẹo kéo cho mà ăn. Ờ, kẹo kéo à? Cũng lâu rồi mình chẳng được ăn. Nhanh thật đấy, thấm thoát mà đã lại hết một năm. Bà ơi, cháu đi chơi đây. Cái thằng này, suốt ngày chỉ biết đi chơi, hở ra một cái là tót đi chơi ngay.
Này Xoài, lại bà bảo cái này đã. Dạ, bà bảo gì ạ? Bà đang chuẩn bị gói bánh chưng đây này. Ngồi đây gói bánh rồi phụ bà đi.